Ê, ăn bận kỳ vậy? Cởi đeo lên. Khó quá. Ủa mà con đâu rồi? Đang chơi ngoài kia kìa. À, đồ điên. Pokemon. Trời đất ơi, bắt cái móc con kẻ của người ta vậy? Hả? Có đồ đồ vậy? Trời ơi, cái gì vậy con? Trời ơi, đi qua đây. Gì vậy? Đụng con á bà. Trời đất ơi. Ông đụng con. Cả mà biến thái quá vậy? À, không có, chắc bác nghĩ chắc hiểu lầm cái gì đó ha. Xin lỗi, bác xin lỗi hai đứa. Dạ. Trời ơi, cái cha già. Ông làm cái gì mà để tụi nhỏ chửi ông vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi bắt Pokemon, có gì đâu mà hỏi. Pokemon hả? Trời ơi, già mà không. Trời ơi, cái gì vậy trời? Già mà không có nên nết gì hết trơn á trời hả? Cái Pokemon này nha, ở nhà tôi chửi mấy đứa nhỏ đó. Chơi gì đâu mà bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ công việc, không có được cái gì hết trơn trời à. Ông già mà không có làm gương cho người ta gì hết hả? Kệ tôi muốn chơi gì tôi chơi. Trời. Ủa bà tự nhiên đây rồi bà ra đây làm gì? Tôi ra đây tôi rủ ông đi tham gia cái chương trình văn nghệ ở hội người cao tuổi của mình nè. Tôi nhớ ông hát hay lắm, tôi đi kiếm ông. Trời, nói tới văn nghệ là ở đây một tủ nạt cư. Chúng ta không thuộc về nhau. Gậy quá. Trời ơi là trời. Ôi trật mấy xíu rồi. Ông hát cái nhạc gì vậy? Sơn Tùng. Trời đất ơi trời. Già rồi mà không có nên nết gì hết trơn á trời hà. Ba cái nhạc nó để cho lũ trẻ nó hát chứ. Ôi. Ông biết tôi nói ông biết tôi mệt quá à. Bà mắc cười quá, bà có gu thẩm mỹ của bà. Còn tôi có gu thẩm mỹ của tôi. Ông hát gì kệ tôi. Bà còn có con có cháu. Nó đi làm về nó quay quần với bà. Còn tôi có ai? Khổ quá hà, tôi biết rồi. Ông biết sao không? Ý tôi muốn nói là mình lớn tuổi rồi, hiểu không? Mẹ. Mình chơi cái trò chơi, mình làm cái hoạt động gì đó nó phù hợp với lứa tuổi của mình. Chứ hồi nãy ông thấy không, ông chơi cái Pokemon gì đó, tôi mà không tới cản kịp á, sắp nhỏ nó quýnh ông rồi, thấy chưa? Biết mà có ai nói đâu ai ơi. Rồi tôi nói ông nghe nè, mình lớn tuổi rồi, mình hát ba cái nhạc Sơn Tùng gì đó, rồi nó trật xương trật khớp rồi sao? Biết mà có ai nói đâu ai ơi. Trời quá à, tôi ở đây nè, tại sao không hỏi? Tôi hỏi ông bây giờ ông bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 80. Mình hơn 80 rồi, mình kiếm cái bài hát nè, mình kiếm cái hoạt động phù hợp với lứa tuổi của mình có được hơn không? Tôi đủ ông đó, bây giờ mình đi thi cái cuộc thi karaoke dành cho người cao tuổi. Được không? Được, tôi nhớ ông hát hay lắm. Đúng, hồi xưa tôi là giải nhất tiếng hát măng non á. Vậy thì bây giờ ông đi đi với tôi, ông hát song ca với tôi. Còn không thôi nữa, ông muốn nhảy thì tôi hát cái xong ông đứng ông muốn minh họa cho tôi. Được á. Hát cái bài mà hai đứa hay hát. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm. Tăng ta đặng tăng 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 tăng. Tôi hiểu ý bà rồi. Vậy là tụi mình phải hát những cái nhạc, chơi những cái gu nào mà hợp với lứa tuổi của mình. Tôi nghe lời bà. Trời ơi, đứa nào bị xe tông kìa. Trời đất ơi, con nít con ai mà để đi ra ngoài đường để bị xe đụng vậy nè trời. Trời ơi. Ủa rồi ai vậy? Ai bị vậy? Con đứa nhỏ bận quần đỏ áo xanh nằm ở mày đuôi mày thấy hả? Anh ơi. Quần đỏ áo xanh con mình. Trời ơi. Trời ơi. Ai con ơi. Trời ơi. Thấy chưa? Chơi game gì thấy hậu quả chưa?
tôi hỏi là vì sao nghệ sĩ Thanh Thủy lại quyết định là bấm chọn đèn xanh? Giờ bên này nói trước đi. Xin mời đại diện nghệ sĩ Minh Nhí đi. Nhìn gì nhìn? Ủa, khi người ta nhoi nhoi thì cũng nói sao nhoi nhoi. Bây giờ ta không nói, ta nhường người khác nói rồi cũng nhìn làm sao? Sao mấy người sống khó tánh dữ vậy trời? Trời trời, cái gì trời? Trời em chưa kịp làm gì luôn đó. Thiệt, còn em giờ em định nói cái là nhảy vô họng em rồi sao em nói? Trước rồi giờ em nói. Còn tôi là không có ý định tranh giành gì của Thủy hết nha. Tôi sợ Thủy lắm rồi. Thật ra là gì nè, cái ý thì rất là hay. Nhưng mà nó chưa có hài giống cái tiêu chí của mình. Và bạn diễn á, bạn bị cái dán cái bộ râu vô, hình như là nó không có dính, cho nên là bạn cứ bị phân tâm cái râu. Từ cái phân tâm râu đó mà chỉ có 3-4 phút là bạn lo bạn ấy cái râu này không, cho nên nó bị phân tâm rất là nhiều. Xin lỗi bạn, tôi không bấm là bởi vì hiện giờ tôi đang truy lùng một người con gái. Có nghĩa là tôi đang rất cần một thí sinh nữ. Đó là lý do tại sao tôi phải để dành để tôi bấm chọn một bạn nữ. Tôi chưa hài lòng lắm về cái tiểu phẩm này. Nhưng tôi biết bạn là ai, bởi vì tôi có xem bạn. Và tôi nghĩ rằng là bạn có thể làm hơn được như thế này nhiều. Xin được chúc mừng nghệ sĩ Thanh Thủy. Và chúng ta chúc mừng Django cũng như chúc mừng đội của nghệ sĩ Thanh Thủy.